với những ai đam mê âm nhạc và những màn trình diễn nghệ thuật sôi động thì đây chính là bộ phim dành cho các em. Các bạn nhỏ ở ngôi trường nghệ thuật Groove High, mỗi người một khả năng nhưng đều có chung một niềm đam mê được cống hiến cho nghệ thuật sẽ khiến các em bị cuốn hút vào các tiết mục biểu diễn của họ đây. Với sự dẫn dắt câu chuyện tài tình của hai nhân vật Tom và Joey, chúng ta hãy cùng đón xem bộ phim Groove High, nơi giấc mơ bay cao nhé!